Vì còn thời gian còn ít cho nên là thầy chỉ mới trả lời đại khái thôi. Thì hôm nay thầy định nói rõ hơn về cái câu hỏi đó. Nhưng mà hôm đó ai hỏi thì có thể là có đây không, lặp lại câu hỏi đó dùng. Cái câu câu hỏi mà nói là trở về với cái thực tại đó. Khi mình trở về với thực tại thì thầy á, thầy chỉ nghe, bởi vì có lẽ là vì nói nhỏ hay là sao đó, cho nên thầy chỉ nghe là nếu mà mình trở về với thực tại mà cái thực tại đó giả sử như là một cái tình trạng không không tốt đẹp, thí dụ như lúc lúc đó là đang say rượu chẳng hạn, thì như vậy làm sao mà nói như thầy nói là cứ trở về với thực tại là nó đã hoàn hảo. Thầy đây thì thầy hiểu cái câu hỏi như vậy. Nhưng mà sáng nay ngồi uống trà với bác sĩ Nam, thì bác sĩ Nam nói là có nghe trong cái câu hỏi á, là có nói đến một cái khía cạnh là không phải là mình trở về và lúc đó là mình đang ở trong cái tình trạng là đang say rượu chẳng hạn, mà là ý nói là khi mình trở về với thực tại, mà giả sử như mình trở về với thực tại thì mình yên ổn rồi, nhưng mà cái thực tại toàn diện đó, cái thực tại thì ở đây thì người này như thế này, ở kia thì người kia như thế kia, là khác nhau. Thí dụ như nơi thì đang bình yên, nơi thì đang chiến tranh, nơi thì đang thế này thế kia, thì mình trở lại với cái thực tại như vậy á thì nó có hoàn hảo hay không? Cho nên thầy vẫn chưa hiểu, là vẫn chưa chưa thực chưa nghe chưa nghe cái câu hỏi đó cho thật rõ. Hôm hôm trước ai hỏi có thể lặp lại câu hỏi được không? Tức là trong câu hỏi đó có thể là có rất nhiều ý, mà mình muốn là hiểu cái câu hỏi đó thực sự là như thế nào để mình có thể là phân tích nhiều mặt của cái câu hỏi. Nếu như không có cái người hỏi ở đây á, thì có thể là thầy đặt tình huống cũng được tức là mình giả sử cũng được. Thì trong cái câu hỏi này á, ít nhất là có một cái ý chính, mà cái ý này á, thì hôm trước thầy có trả lời rồi. Nhưng bây giờ thầy lặp lại để cho nó rõ ràng hơn. Tức là cái ý thứ nhất á, là nếu như mình trở về với thực tại mà cái thực tại lúc đó đó là đang bất an chẳng hạn, đang đau khổ chẳng hạn, hay là đang làm một cái việc ác chẳng hạn, thì mình trở về với thực tại như vậy đó, làm sao mà có thể là nói như thầy nói là hễ mình trở về trọn vẹn với thực tại thì ngay đó đã hoàn hảo rồi, thì làm sao mà hoàn hảo được, có thể là câu hỏi như vậy. Thế thì ở đây đó, nếu mà câu hỏi như vậy á thì thầy sẽ trả lời theo cách đó, rồi sau đó mình sẽ đặt tình huống khác. Trước hết á, là mình phải hiểu được cái nguyên lý của nó.
cái nguyên lý vận hành của nó, thì khi đó mình mới mới hiểu tại sao mà nói là chỉ cần trở về trọn vẹn trong sáng với thực tại là hoàn hảo. Thì đúng là cái câu nói này cần phải được phân tích cho rõ. Bởi vì á, khi chúng ta đơn giản là lục căn tiếp xúc với lục trần, tức là mình tiếp xúc với ngoại cảnh, thì thường thường á, là một cái người nếu mà không biết tu tập gì cả thì họ có thể là bị cái ngoại cảnh đó chi phối hoàn toàn. Thực ra đó không phải là ngoại cảnh chi phối. Bây giờ thầy hỏi lại quý Phật tử, nếu mình gặp mình thấy một cái hoàn cảnh mà mình bị chi phối bởi cái hoàn cảnh đó thì có phải là hoàn cảnh chi phối không? Theo các Phật tử thì có phải là hoàn cảnh chi phối không? À, theo thầy á thì không phải là hoàn cảnh chi phối mà tại do mình. Vì vậy cho nên á, cái hoàn cảnh của ở bên ngoài đó thì nó vẫn như vậy. Cái hoàn cảnh ở bên ngoài thì nó vẫn như vậy. Nhưng mà do mình nhìn cái hoàn cảnh đó dưới một cái dạng nào đó, dưới một cái khái niệm nào đó, dưới một cái hình ảnh nào đó, hay là dưới một cái ảo tưởng nào đó, qua cái ảo tưởng của mình, tức là mình nhìn thấy sự vật chưa phải là sự vật đó, có thể là mình nhìn thấy sự vật nhưng mà qua cái ảo tưởng của mình, cho nên đó, nó sẽ tạo ra một cái ảo tưởng chứ không phải là thực như vậy. Thì con người mình đó, cái vô minh có thể là định nghĩa rất nhiều cách, tùy theo cách mà đều định nghĩa chữ vô minh. Mà ở đây đó thì chữ vô minh nó có thể hiểu là thế này, tức là mọi sự mọi vật thì như nó là, nhưng mà qua cái kính màu của mình á, tức là qua cái khái niệm, cái tình cảm, cái quan niệm của mình á, thì mọi sự mọi vật nó trở thành là cái hình ảnh theo cái tâm của mình. Cho nên người ta nói là nhất thiết duy tâm tạo là vậy, tức là mọi thứ đều là do tâm tạo. Thực ra không phải là tâm tạo ra cái cây, tâm tạo ra cục đá, mà là khi mình nhìn cục đá hay nhìn cái cây đó thì mình đã qua cái khái niệm, qua tình cảm, qua cái quan niệm của mình á, mà mình có một cái ảo ảnh về cái sự vật đó, chứ không phải là thực sự là sự vật đó. Cho nên á, mình mới là đâm ra thương hay là ghét, tham hay là sân. Khi mình có một cái phản ứng là thương hay ghét, tham hay sân á, thì thực ra là mình đã biến cái hình ảnh đó qua cái lăng kính của mình rồi. Cho nên mình mới có cái phản ứng là thương hay ghét, tham hay sân. Mình thương là thực ra mình cũng thương một cái ảo ảnh, chứ không phải là thương cái vật đó, thương cái con người đó, mà thực ra là mình thương cái ảo ảnh mà mình đã tạo ra trong mình. Ghét cũng vậy, ghét cũng mình ghét một cái ảo ảnh mà mình tạo ra trong mình, chứ không phải là thực sự là ghét cái người đó. Người đó có những cái điều tốt, điều xấu gì đó, nhiều thứ. Nhưng mà nhiều khi tôi nói thương thì trái ấu cũng tròn, mà ghét thì bồ hòn cũng méo. Tức là mình luôn luôn bóp méo sự thật qua cái lăng kính của cái quan niệm hay là cái khái niệm, cái tình cảm của mình. Như vậy á, đầu tiên khi mà chúng ta tiếp xúc với ngoại vật hay là cái hoàn cảnh chung quanh hay là những người chung quanh, thì thường á là chúng ta không thấy được sự vật hay là thấy được người hay là vật đúng như nó là, mà mình á là mình thường thường thấy qua cái lăng kính của mình. Vì vậy cho nên á, hầu hết những cái mà mình thấy, mình nghe đều là ảo ảnh. Quý vị có thấy điều đó không? Mình thường là mình nhìn cái gì mình cũng thấy là thực hết á. Mình thấy cái gì cũng thực, vì thực cho nên mình mới tham mới sân. Đó. Mình tưởng là thực cho nên mình mới tham mới sân. Nhưng mà thực ra là không phải thực. Cái sự việc đó đó thì thực. Nhưng mà qua mình á thì nó trở thành ảo ảnh rồi, chứ không phải là thực. Tức là mình đã nhìn qua cái lăng kính tham hay sân. Thật ra tham với sân á
là sao? Bởi cái lăng kính đó là cái lăng kính của những cái khái niệm mà mình đưa ra, những cái quan niệm, những cái khái niệm mà mình đưa ra. Cho nên là mình ít khi mà thấy được sự vật một cách đúng đắn như thực, tức là mình không thấy được sự vật như nó là, mà mình thường là cái mà thường thầy hay nhắc đi nhắc lại đó, là mình không thấy mọi sự mọi vật như nó là, mà mình thấy mọi sự mọi vật như mình cho là, hay là mong muốn là phải là sẽ là. Và cái mà mình cho là phải là sẽ là thì không phải là cái thật như nó đang là. Thực ra đó là cái mà mình dựng lên trong trong tâm khảm mình mà thôi, chẳng phải cái đó không phải là thật. Vì vậy cho nên ít khi mà mình nhìn thấy được mọi sự mọi vật một cách trung thực. Điều này mình phải hiểu biết thật là rõ ràng, và mình phải có một cái, mình phải trở về một cái tâm như thế nào đó, đó thì mình mới có thể thấy được sự vật một cách như thật. Thế thì đầu tiên là mình phải thấy ra một điều thế này: hầu hết những cái đối tượng chung quanh mình mà mình thấy, mình nghe, mình xúc chạm hay là mình biết thì những đối tượng đó thì không ảo. Cái đối tượng đó thì không phải ảo, nó thực. Nhưng mà cái đối tượng đó khi mình nhận thức qua cái nhận thức chủ quan của mình thì nó đã thành ảo rồi. Thế nhưng mà là bởi vì như thế này, khi mà mình nhìn thấy sự vật mình tưởng là thật nhưng mà thực ra là ảo, cho nên mình chạy theo cái ảo đó. Mình chạy theo cái ảo đó, mình tin tưởng vào cái ảo đó, mình hành động theo cái ảo đó, mà nó tạo ra rất nhiều cái hậu quả là cái phiền não khổ đau. Vì vậy cho nên cái thực tại đó nó có ba cái từng lớp của thực tại. Đầu tiên đó là thực ra đó, nếu như mình không có cái khái niệm quan niệm gì hết á, tâm hồn của mình hoàn toàn rộng lặng trong sáng á, phản ánh hoàn toàn trung thực á, thì mọi sự mọi vật đúng như nó là. Nhưng mà do là bởi vì mình thường sống hay là mình thường là thấy nghe biết qua cái khái niệm, cái quan niệm, cái tình cảm của mình, vì vậy mà cái thế giới mà mình nhìn thấy qua cái lăng kính của mình á, thì cái mà hình ảnh qua lăng kính đó là ảo. Vì vậy cho nên là mình nhìn mọi sự mọi vật tưởng như thật nhưng mà nó là ảo. Tức là sự vật đó thì thật nhưng mà mình nhìn thấy thì ảo. Đầu tiên là mình phải thấy ra được cái điều đó. Bởi vì nếu mình không thấy điều đó thì mình chính mình đánh lừa mình, chứ không phải ai đánh lừa mình hết. Tại mình thấy cái ảo mà mình không biết là ảo. Cái mà mình thấy đó là ảo. Mình tưởng là thật. Nhưng mà cái thật mà mình tưởng đó không phải là cái thật như nó là. Điều này rất quan trọng. Nếu mình không thấy được cái điều này là mình sẽ mãi tự đánh lừa mình. Sở dĩ mà người ta là bất đồng ý kiến với nhau, sở dĩ mà có những tranh chấp, sở dĩ mà có những cái thương cái ghét, có đủ thứ trên đời này đó, chính là bởi vì người ta không thực sự sống với nhau bằng cái thực, mà người ta tạo cái mối liên hệ với nhau qua cái ảo. Hầu hết những cái mối quan hệ là dựa trên cái ảo chứ không phải trên cái thực. Bởi vì nếu trên cái thực á thì không cần có mối quan hệ mà là một sự tương giao rồi. Trên cái thực á là chỉ có sự tương giao chứ không cần mối quan hệ. Nhưng mà khi mình đã thiết lập mối quan hệ đó thì đã là thiết lập mối quan hệ trên cái ảo rồi, chứ không còn là thực nữa. Tức là mình thiết lập cái mối quan hệ trên cái chủ quan của mình đưa ra. Cái điều này có dễ hiểu không? Tức là mình thường là có một ý nghĩ về một người nào đó, về một vật nào đó, và mình thiết lập mối quan hệ với cái người đó, với cái vật đó qua cái mà mình tưởng tượng. Vì vậy cho nên thực ra là hai tưởng tượng gặp nhau chứ không phải là hai con người thực gặp nhau.
cái cuộc sống đó là như vậy, mà không thấy ra điều đó đó thì không thể nào hiểu nổi những đau khổ của cuộc đời. Phải hiểu ra được thực sự đau khổ của cuộc đời là cái gì, do đâu mà có những cái đau khổ đó. Thật ra nó phát xuất từ cái chỗ mà từ những cái ảo tưởng đó, từ cái ảo tưởng đó đưa đến sợ hãi, đưa đến bất an, đưa đến lo lắng, đưa đến tất cả mọi thứ. Nó phát xuất từ cái ảo tưởng đó. Một ảo tưởng tạo ra ảo giác, và từ đó là tạo ra vô số những cái khổ đau kèm theo. Đó là cái cấp độ thứ nhất. Ở cái cấp độ này đó, bây giờ cần đòi hỏi là phải trở về thấy ra cái ảo đó. Tạm thời xem như đó là một cái sự kiện, hay là một cái hiện tượng. Đó là một hiện tượng mà mình cần phải trở về thực sự, hay là quan sát thực sự cái hiện tượng đó. Phải trở về trọn vẹn với cái hiện tượng đó. Dù là cái hiện tượng đó là hiện tượng đáng ảo. Thực ra cái ảo mà mình nói đó không phải là cái cây ảo, hay là cái tường ảo, hay là có người ảo, hay là cái gì ảo cả. Mà cái ảo đó chính là cái ảo mà mình dựng lên về về con người, về về mọi sự mọi vật đó. Cho nên cái ảo đó không phải nằm ở bên ngoài, mà cái ảo đó nằm ở trong mình, phải không? Cho nên đó, đầu tiên là khi mình trở về tròn vẹn trong sáng lại với chính mình đó, tại đây và bây giờ như nó đang là, thì bây giờ cái đang là này á, bây giờ mình dùng từ đang là hay nhất. Cái đang là này á, nó có tới 3 mức độ đang là. Mức độ đang là thứ nhất á, là đang là ảo, đang là xấu ác, bất thiện gì đó. Thì á, khi mà mình trở về với cái đang là đó đó, thì ít nhất là mình cũng phát hiện ra được đó là ảo. Tức là cái lợi ích đầu tiên của cái mà trở về với cái thực tại, dù là thực tại đó là thực là tại ảo, thì cái trở về đó đó được một cái lợi ích là thấy ra được cái ảo. Còn nếu không á thì mình cứ là dán nhãn cái ảo đó lên tất cả mọi sự mọi vật. Cho nên bây giờ phải nhìn lại cái ảo đó, nhìn lại cái ảo đó thì khi đó mình mới thấy được cái đó là ảo chứ không phải là thực. Bởi vì cái ảo đó thực không phải là ở bên ngoài, mà cái ảo đó là phát xuất từ trong nhận thức của mình, phát xuất từ trong tâm của mình mà ra, trong những cái khái niệm, quan niệm, ý tưởng của mình mà ra. Vì vậy cho nên á, cho dù lúc đó là ảo, cho dù cái đang là lúc là ảo, thì trở về với cái đang là vẫn là cần thiết. Có phải vậy không? Tức là trở về cái đang là cần thiết. Còn nếu không á, mà mình cứ vẫn nhìn ra bên ngoài bằng cái ảo đó đó, thì muôn đời mình bị cái ảo đó nó lôi cuốn đi, và bị cái ảo đó nó đánh lừa mình. Và chính những cái đánh lừa đó mới là đưa đến những cái hậu quả là phiền não khổ đau. Cho nên á, là cái mà mình trở về để nhìn lại cái đang là ảo là bước đầu tiên để nhìn ra cái sự thật. Cái sự thật đầu tiên đó, đó là cái sự thật về cái ảo. Trong cái thực tánh pháp á, nó cũng có 3 cấp độ thực tánh pháp. Thì cái cấp độ thực tánh pháp đầu tiên này đó là cái cấp độ thực tánh pháp mà gọi là xã pha vá. Cái xã pha vá là thực tánh pháp. Nhưng mà thực tánh pháp này đó, chữ xã có nghĩa là với, pha vá. Pha vá là đang là, tức là với cái đang là đó, đúng với cái đang là đó. Nhưng mà cái đang là này đó, cái đang là mà xã pha vá đó chưa phải là cái thực tại mà hoàn toàn tuyệt đối. Nhưng mà cái đang là này đó là cái đang là ảo. Đang là này vẫn có thể là ảo, ví dụ như là tham sân si ngã mạn tà kiến gì đó. Thì thực ra tất cả những cái đó đều là ảo. Nhưng mà cái ảo đó đó là mình cũng phải thấy ra được
thích cái thực chất của nó. Cái thực chất là cái thực chất ảo của nó. Thí dụ như mình nằm ngủ chiêm bao mà mình thấy chiêm bao thì mình tưởng như thật. Thì cái nhìn của mình mọi sự mọi vật nó cũng giống như cái tượng đó. Tưởng như thật. Nhưng mà khi mình tỉnh dậy á thì lúc đó mình mới biết là cái đó là chiêm bao. Thì cũng giống như mà mình mà trở về để nhìn lại cái thực tại mà chiêm bao đó đó. Thì lúc đó mình mới thấy thấy đó là chiêm bao, cái đó là không phải thực. Cho nên á cái mà cái mức độ đầu tiên mà mình có thể thấy được cái sự vật, mọi sự mọi vật mà cái mọi sự mọi vật này không phải là mọi sự mọi vật thực mà mọi sự mọi vật ảo, thì mình có thể là trở về nhìn cái ảo đó như nó là. Như nó là tức là như tức là mình thấy ra được nó là ảo. Thì như vậy á, mặc dù là cái mà mình trở về đó là ảo, nhưng mà trở về với cái ảo để thấy ra cái ảo cũng là một bước rất quan trọng. Cái bước đó là bước rất quan trọng trong đời sống. Bởi vì có khi cả đời mình đeo đuổi một cái danh vọng như nào đó mà thực ra là ảo. Và đừng nói là đeo đuổi một cái danh vọng, mà nhiều khi là theo đuổi một cái phương pháp tu để nghĩ rằng là mình tu theo phương pháp này thì mình sẽ đi đến đâu đó, thì thực ra cũng là ảo, cũng là bấn vẹ, chứ không phải là thực. Cho nên á, tu không phải là vẽ ra một cái cung đường mà cung đường đó là ảo. Thực ra cung đường mà mình vẽ ra là ảo, vẽ ra một cung đường rồi đi theo cung đường đó thực hiện để mà muốn đạt được một cái gì đó, thực ra đó cũng là ảo. Vì vậy cho nên á, cái hướng đi giác ngộ của Đức Phật á, không phải là tạo ra một con đường để mà đi tới một chỗ nào đó, hướng tới một chỗ nào đó, mà là trở về với cái thực tại đang là. Thì cái thực tại đang là đầu tiên có thể là cái ảo, nhưng mà khi mình trở về thực sự thấy cái ảo đó thì lúc đó mình mới phát hiện ra được cái ảo là thế nào. Khi mình phát hiện ra được cái ảo thì cái đó mình mới rời được cái ảo đó đi. Còn nếu không á thì mình cứ bám víu theo cái ảo đó, mình cứ chạy theo cái ảo đó mãi. Bây giờ cái cấp độ thứ hai là như Đức Phật ngài dạy đó, là bây giờ ngài biết rằng là mình cứ chạy ra ngoài, chạy vào trong quá khứ, chạy tới tương lai, hay là chạy ra bên ngoài, thì cái mà quá khứ, tương lai và bên ngoài đó đều là ảo ảnh, như hồi nãy thầy nói đó. Thì thường thường là con người chạy theo những cái ảo ảnh đó, cho nên nó mới là buông lung, thất niệm và không tỉnh giác. Khi mà mình chạy theo những cái ảo ảnh của bản thân mình tạo ra đó, thì lúc đó là chính là cái lúc mà mình buông lung, thất niệm và không tỉnh giác. Cho nên á, cái tu tập mà Đức Phật ngài dạy đó là trở về là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Có nghĩa là trở về lại tròn vẹn trong sáng lại với cái đang là. Thì cái đang là thứ nhất á, cái đang là thứ nhất là ảo. Thì mình lìa được cái ảo đó. Và khi mình lìa cái ảo đó đó thì bắt đầu mình mới chạm phải cái đang là thứ hai. Cái đang là thứ hai này cũng là thực tánh pháp, cũng là thực tánh pháp, nhưng mà cái thực tánh pháp này á là paramattha, không phải là nó là sapphava, nhưng mà bây giờ nó là paramattha. Thì cái paramattha này á, nó cũng có hai cái loại paramattha. Một cái loại paramattha là cái tướng, cái hiện tượng ở bên ngoài. Thí dụ như thế này, cái thân, thọ, tâm và pháp, đó là bốn cái mà mình dễ dàng thấy được cái hiện tượng xảy ra của nó. Thí dụ như mình đang đi thì mình có thể là trở về với cái đi đang đi đó, hay là mình đang đau nhức thì mình trở về với cái đau nhức đó, hay là tâm mình đang khởi lên như thế nào thì mình thấy rõ cái tâm đó. Đại khái là như vậy. Thì á là lúc đó đó là mình đang trở về với cái thực. Thí dụ như bây giờ
một người đang đi, thì trong khi đi đó đó thì cái tâm lại là phóng đi nghĩ đến một chuyện gì khác. Thì cái mà đang phóng đi nghĩ đến một chuyện gì khác đó đó, ví dụ như buồn một chuyện quá khứ, hay là mong muốn một cái chuyện tương lai, hoặc là nghĩ đến một cái gì đó bên ngoài mà quên rằng là mình đang đi, thì cái đoạn cái đó là chính là cái đang là ảo. Có lẽ nói như vậy nó dễ hiểu hơn. Thì lúc đó đó là đang ở trong một cái đang là mà đang là ảo. Thế rồi đó, bây giờ mình mới là khi mình thấy ra được cái đang là ảo đó, tức là thực sự trở về với cái mà cái ảo đó, thì mình chạm phải cái thực, tức là chạm phải cái đang đi. Cái người đó đang đi đó, thì bây giờ chạm phải cái là đang đi là thế nào. Rất dễ phải không? Tức là có thể mình đang đứng đây, nhưng mà tâm mình ở đâu á, thì bây giờ mình thấy ra, trở về với cái thứ nhất á, là thấy ra được là mình đang ở đâu, thì đó là cái thực tại, cái đang là thứ nhất. Lúc đó mình đang thấy mình đang ở trong cái ảo tưởng, cái ảo ảnh, thì lúc đó mình trở về với cái đang đi hay là đang đứng đây, thì mình đang cảm nhận cái mình đang đứng đây, tức là bây giờ đang trở về với cái thực. Nhưng mà cái thực này đó, cái thực này cũng là mình chỉ mới thấy trên cái tướng thôi, tức là mình trở về với cái thực rồi chứ không phải ảo nữa. Nhưng mà thực ra là khi mình trở về đó, mình mới thấy được cái bản chất mà vô thường, khổ, vô ngã của cái thực này. Khi mà mình trở về, mình thấy được cái thực này cũng là vô thường, khổ, vô ngã, thì lúc đó đó nó mới đi tới một cái thực tài thứ ba, hay là cái đang là thứ ba. Cái đang là này sâu hơn, tức là đi vào cái thực tánh, trở về với cái tự tánh. Thì cái trở về với cái tự tánh đó chính là cái tâm mà Đức Phật Ngài gọi là cái tâm rỗng lặng trong sáng. Tức là bây giờ mình không còn là ở ngoài ảo ảnh nữa, mà trở về với cái thực rồi. Nhưng mà cũng thấy cái thực đó là vô thường, khổ, vô ngã. Cho nên Đức Phật Ngài nói rất rõ, khi mình thấy được, mình thấy cái thực này, tức là thấy cái thân thọ tâm pháp đang diễn ra này, thì mình cũng không có tham ưu, không bám víu, không nương tựa bất kỳ cái điều gì mà đang xảy ra này. Tại sao mà lại nói như vậy? Là để cho mình thấy cái mặc dù cái đó là cái thực, nhưng mà cái thực này đó nó vẫn là vô thường, khổ, vô ngã. Cho nên mình không có chỗ nào để bám víu nó được cả. Tất cả chỉ đều là những cái hiện tượng sinh diệt, do duyên mà khởi rồi đến, mà hết duyên là thôi. Cho nó không có cái gì là một cái mà nó thực sự bền vững cả. Nhưng mà đến một lúc thì cái người đó phát hiện ra một cái tầng bậc thứ ba. Cái tầng bậc này tầng bậc sâu nhất, đó là cái tầng bậc là thấy ra được tất cả những cái này. Cái tầng bậc này đó, đầu tiên nó thấy ra được cái ảo bên ngoài, rồi nó đến thấy ra cái thực, và từ cái thực đó, nó thấy ra được vô thường, khổ não, vô ngã của cái thực. Cho nên nó không còn bám víu, không còn chấp trước ở nơi cái mà mình gọi là thực này nữa, thì nó mới trở về lại với cái mà Đức Phật Ngài là một cái nội tâm mà là trong sáng, một cái pa-phát-sa-ra chitta mà thầy thường hay nói là cái tánh biết, cái tánh biết rộng lặng trong sáng. Trở về với tánh biết rộng lặng trong sáng thì mình mới thấy là mình có thể thấy nghe được tất cả mọi chuyện. Bây giờ mình vẫn nhìn lại bên ngoài, nhưng mà khi mình nhìn lại cái bên ngoài đó đó, thì bây giờ nhìn lại bên ngoài thì vẫn thấy là bên ngoài vẫn đúng như thực, và mình cũng đi đứng nằm ngồi cũng đúng như thực, và cái tâm mà thanh tịnh trong sáng đó đó cũng đúng như thực. Cho nên lúc đó đó Đức Phật Ngài mới nói rằng là khi nội tâm thanh tịnh đó, thì thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh là vậy. Lúc đó đi đứng nằm ngồi cũng thanh tịnh, lúc đó nhìn ra cây cối gì bên ngoài đều thanh tịnh hết đó. Chứ không phải là như cái ảo ảnh mà mình nghĩ lúc đầu á, không phải là mình nhìn mọi sự mọi vật như là qua cái ảo ảnh nữa, qua cái khái niệm, có cái quan niệm với qua cái tình cảm của mình nữa, mà là mình thấy mọi sự mọi vật là đúng như thật.
thì cái thấy đó đó, mặc dù là ở bên ngoài là ảo, cái ảo nó đã mất rồi, bây giờ đến cái bên ngoài bên trong gì cũng đều thực, nhưng mà cái thực đó đó là vô thường, là vô ngã. Thì đến một cái lúc mà cái tâm của mình nó lại trở về được một cái tâm mà thầy thường hay nhắc là Đức Phật dạy là cái tâm mà khi xúc chạm việc đời, tâm không đồng không sầu, tự tại và vô nhiễm, là phúc lành cao thượng. Tức là cái chữ phúc lành cao thượng này là Đức Phật ngài chỉ đến niết bàn á. Tức là khi mình đến cái tầng bậc thứ ba đó, cái tầng bậc thứ ba đó đó cũng là một, cũng là cái thực tại đó thôi, cũng trên cái thực tại đó thôi chứ không phải khác. Nhưng mà cái tâm mình đó thì nó có ba tầng bậc. Cái tầng bậc thì ảo, một tầng bậc là thực nhưng mà chỉ mới thực ngoài cái tướng thôi, rồi đến một cái tầng bậc là cái thực của cái bản tâm hay là cái từ tánh thanh tịnh của cái tâm. Thì chính cái đó là niết bàn. Cho nên Đức Phật ngài nói đơn giản là thật ra không có thay đổi gì cả, chỉ có đoạn tầng tham, đoạn tầng sân, đoạn tầng si là niết bàn. Tại sao vậy? Bởi vì tất cả những cái mà mình khởi lên mà ảo, mình che lấp cái cuộc mọi thứ đi, chứ còn thực ra mọi thứ như thầy nói là thực ra mọi thứ mà thực sự như nó đang là đó thì đều là hoàn hảo cả. Cái ý thầy nói là tại sao mà mình trở về thực tại là hoàn hảo, là ý thầy là nói như vậy. Nhưng mà trước hết á, không biết ảo thực gì không biết, nhưng mà trước tiên là phải trở về với cái thực tại cái đã. Có thể là cái thực tại đó là đang là ảo, nhưng mà phải trở về cái ảo cái đã, rồi cái đó mới có thấy ra cái ảo, rồi cái đó mới là lìa cái ảo đó. Thì cứ mà lìa để cho nó trở về lại với chính là cái gốc tâm ở nơi mình á, thì nó đúng với con đường mà Đức Phật ngài nói là xả ly, ly tham, đoạn diệt, thì lúc đó an tịnh. An tịnh mới là chánh trí, mới giác ngộ được cái tâm mà hoàn toàn thanh tịnh giải thoát đó là niết bàn. Thực ra đó, cái pháp mà thầy nói đó, nó ứng với cái mà thứ nhất á, là khi mình hữu sự, thầy thường hay nói là khi mình hữu sự, tức là mình có một cái việc gì đó mà mình phải quan hệ với bên ngoài, ví dụ như mình lái xe hay là mình làm một cái việc gì đó mà cái công việc đó nó có liên quan hệ đến bên ngoài. Mình đang ngồi trên cái bằng máy may để mà may một cái áo, tức là đang quan hệ với một cái việc bên ngoài. Thì khi quan hệ với việc bên ngoài đó mà đừng để cho những ảo tượng, vọng tượng hay là cái thức niệm bất giác đó nó khởi lên đó, thì đầu tiên là thần trọng chú tâm quan sát. Cho nên thầy nói là khi hữu sự đó là thần trọng chú tâm quan sát. Bất kỳ cái gì mà mình có ứng ra làm một cái việc gì đó thì đương nhiên là tùy theo cái việc làm nó khó hay dễ mà mình ứng ra cái thần trọng chú tâm quan sát ở một mức độ tương ứng. Thực ra lúc đầu á thì có vẻ hơi chưa tự nhiên, nhưng mà chỉ một thời gian ngắn sau đó thì cái sự thần trọng chú tâm quan sát nó trở nên hoàn toàn tự nhiên. Cũng giống như một người mới đầu mà tập lái xe đó thì chưa tự nhiên, nhưng mà đến khi mà lái xe một cách rành rẽ rồi đó thì cái độ thần trọng chú tâm quan sát cùng với cái việc mà lái đó đó là nó trở nên hoàn toàn tự nhiên. Đó. Thì cái chuyện bên này cũng vậy, lúc đầu thì có thể là mình có nhiều người nói khó quá, thầy nói con làm được một chút rồi nó quên. Thì quên cũng phải làm thôi, chứ bây giờ không làm thì cũng là không sao được hết. Phải hành động thực sự, chứ không phải chỉ là nghe rồi chỉ hiểu như vậy thôi, mà phải hành động thực sự. Khi không thì thôi, chứ còn không phải là lúc nào cũng thần trọng chú tâm quan sát. Mà chỉ khi nào mà mình cần làm một việc gì đó, thí dụ như thầy cần uống nước, thì lúc đó phải là thần trọng chú tâm quan sát mà uống. Thì trong này nó có mấy cái cánh, cái hoa cúc á, là trong này nó rót ra, nó nằm ở đây, cho nên khi mình uống thì mình phải tránh mấy cái cánh hoa cúc đó. Đáng hả? Thì đó là đương nhiên là thần trọng chú tâm quan sát thôi, phải không? Nhưng mà chuyện đó nó qua rồi thôi. Bây giờ đang nói chuyện thì là thần trọng chú tâm quan sát đang nói chuyện thôi. Đó, tức là mình đang làm cái gì đó thì mình thần trọng chú tâm quan sát trong việc đó. Thì cái việc này đó
nó sẽ giúp mình cứu mình ra khỏi những cái ảo tưởng, những cái ảo ẩn, những cái khái niệm, những cái quan niệm mà mình đưa ra. Đó là cái mà khi mình ứng với bên ngoài. Nhưng mà thực ra cái mục đích của cái ứng của bên ngoài đó mà mình thần trọng chú tâm quan sát á, thì trong cái thần trọng chú tâm quan sát là thần trọng chú tâm quan sát trong sự tương giao giữa mình và cái sự việc bên ngoài. Nhưng mà cái hướng á, cái hướng là nó phải trở về để thấy ra được mình. Cái hướng là hướng, nhớ là luôn luôn cái hướng là cái hướng trở về. Trong cái quá trình tu tập á, là nhớ là cái hướng luôn luôn là cái hướng trở về. Đó. Cái bước thứ hai á, mà thầy nói đó, nó là trở về tròn vẹn tỉnh thức với cái thực tài thân thọ tâm pháp. Tức là trở về với những gì đang là. Mình đang là thực á, chứ không phải ảo nữa. Bởi vì mình bây giờ mình trở về rồi là nó thực. Lúc đầu là mình thấy ra cái giai đoạn một á, là mình đã thấy ra được cái ảo rồi. Thì cái ảo á, cái ảo là nó thực ra đó, nó cũng dễ chứ không phải khó. Hệ khi mình thấy cái ảo là hệ mình thấy ra đó, thì nó tự nhiên nó biến mất, thì nó liền trở về với cái thực. Thì lúc đó là mình trở về, mình thấy là mình đang đi, mình trở về mình thấy đang ăn cơm, đang uống nước, đang làm gì đó, thì mình trở về. Cho nên á, cái giai đoạn hai đó là giai đoạn mà đã bớt đi những cái ở bên ngoài, tức là nhờ thần trọng chú tâm quan sát mà mình đã bớt đi những cái ảo tưởng ảo ảnh ở bên ngoài, và bây giờ mình đang trở về trọn vẹn trong sáng với cái thực đang diễn ra ở nơi mình, ở nơi mình, nhưng mà ở nơi mình trong quan hệ với cái bên ngoài. Thí dụ như mình đang đi thì mình biết mình đang đi trên cái đất bằng, hay là đang đi trên cái đất sỏi đá, hay là đi đến cái chỗ trơn trượt, thì như vậy là cái mà mình biết mình đi đó thì là mình bên trong mình, nhưng mà cái đường trơn trượt cái đá đó là bên ngoài. Phải không? Cho nên đó, khi mình đang đi tức là có cái quan hệ với cái bên ngoài, khi mình đang ăn tức là đã có cái quan hệ với bên ngoài, khi mình đang nói chuyện tức là đã có quan hệ với bên ngoài. Nhưng mà khi quan hệ với bên ngoài đó mình vẫn không quên mình, tức là mình vẫn luôn trở về tròn vẹn tỉnh thức với cái thân tâm, thân thọ tâm pháp này. Đó là cái bước thứ hai. Cái bước thứ hai là cái bước mà hễ mà có cái gì khởi lên, cái vọng tưởng gì hay bất kỳ cái gì khởi lên thì mình đều biết là nó đang khởi lên. Và khởi lên cái khởi lên đó là ảo hay thực. Và khi mình đã biết được cái khởi lên đó là ảo hay thực á, thì đó mình vẫn là biết mình đang là, tức là biết cái thân thọ tâm pháp mình đang là, tức nói cho dễ hiểu là mình đang biết mình đang đi, đang đứng, đang nằm, đang ngồi, đang ăn, đang hít thở hay đang làm cái gì đó, là mình trở về tròn vẹn trong sáng, hay là trở về tròn vẹn tỉnh thức với thực tại đang là. Cái trở về tròn vẹn tỉnh thức với thực tại đang là, và khi mình ứng ra thì mình thần trọng chú tâm quan sát, không ứng ra thì mình trở về tròn vẹn trong tròn vẹn tỉnh thức với cái đang là. Vậy thôi, hai cái chuyện đó nếu mà mình hằng ngày mình làm á, thực tập cái việc này đó, ứng dụng cái việc này đó, thì chính là đang tu hành đó. Thì đến mà cái bước thứ ba là nó sâu hơn một chút, đó là cái nhìn toàn diện. Có những lúc mình cũng không phải là ứng ra để làm một việc gì, mà có, và cũng không phải là mình trở về, có nghĩa là mình trở về tròn vẹn, có nghĩa là mình chỉ trở về mình quên mất xung quanh, mà là mình lúc đó đó, khi mình trở về đó thì mình thấy là thân tâm đang ở trong một cái tình trạng, ở trong một cái thái độ sống là sáng suốt, định tĩnh, trong lành. Đó là cái thứ ba đó. Tức là bây giờ nếu mình không làm, không phải là có một cái việc gì để mình phải làm, tức là mình vẫn sống bình thường,
chứ không cần một cái chuyện gì mà cần phải thận trọng chú tâm quan sát lắm. Và mình cũng đang thường là mình đang trở về trọn vẹn tỉnh thức với thực tại thân tâm. Thì lúc đó đó mình lại chạm tới một cái bậc thứ ba, đó là cái bậc mà tâm mình luôn sáng suốt định tĩnh trong lành. Lúc đó mình hoạt động, nhưng mà cái hoạt động của mình với là cái đối cảnh bên ngoài đó, cái hoàn cảnh bên ngoài đó là một tổng thể. Còn khi mình uống nước đó, thì mình mới là chú tâm vào cái ly này thôi, phải không? Lúc đó là nó chỉ vào một cái việc, một cái động tác nào đó thôi. Còn có khi á, mình ngồi không, thì lúc đó là cái nhìn của mình là một cái nhìn toàn thể. Giả sử như thầy nói là thầy đi trên xe thì anh tài xế là anh lái, còn thầy đâu có lái xe đâu mà thầy phải thận trọng chú tâm quan sát gì. Mà thầy cũng chẳng cần nhìn cái gì để mà thận trọng chú tâm quan sát gì, chỉ cần là tâm mình là sáng suốt định tĩnh trong lành là được rồi. Vẫn thấy, vẫn nghe, nhưng mà không quan tâm lắm, không quan tâm lắm đến cái chuyện thấy nghe đó. Tức là mình không cần phải có một cái ứng xử gì với nó cả, mà mình cứ để tự nhiên sáng suốt định tĩnh trong lành đó thôi. Tức là vẫn sống an nhiên tự tại, khi nào đụng việc gì thì ứng ra làm, còn không đụng việc gì thì trở về trọn vẹn tỉnh thức với thực tại. Và khi trở về rồi á thì lúc đó nó sẽ sáng suốt định tĩnh trong lành. Đơn giản là vậy. Khi mà mình trở về và sáng suốt định tĩnh trong lành rồi thì cũng có lúc cũng sáng suốt định tĩnh trong lành như vậy, nhưng mà mình buông hết, mình không cần phải để ý đến bất kỳ một điều gì, và mình cũng không ảnh hưởng bất kỳ một điều gì. Gần như tất cả ở bên trong bên ngoài đều vắng lặng như không. Cái này đó Đức Phật Ngài gọi là an trú tánh không. An trú tánh không là một loại đại định. Nhưng mà thực ra không phải định mà là định tuệ. Là mình gọi là an trú tánh không. Tức là lúc đó đó là tâm mình rộng rang, lặng lẽ, trong sáng. Lúc đó là tâm nó rộng rang, lặng lẽ, trong sáng. Có thể là cái lúc mà ngồi thiền á, là mình ngồi với một cái thư giãn buông xả hoàn toàn. Không phải là cố gắng để mà tu tập, cũng không cố gắng để muốn đạt thành cái gì cả. Mình buông xuống hoàn toàn với một cái tâm rộng rang, không một ý đồ nào, không muốn trở thành cái điều gì, không cần thiết bất kỳ điều gì cả. Thì lúc đó cái tâm nó sẽ là rộng rang, tức là nó không có chứa cái gì hết và không có một ý đồ gì cả, và nó lặng lẽ tức là định, và trong sáng là tuệ. Thì lúc đó nó cũng là giới định tuệ, nhưng mà một cái giới định tuệ hoàn toàn là ở một cái dạng là hoàn toàn tịch tịnh đó. Thế nhưng mà bởi vì cái cuộc sống á thì nó luôn luôn nó có cả bốn cái cấp độ đó, phải không? Mình đang sống là luôn luôn có cả bốn cái cấp độ, chứ không phải là mình chỉ là ở một cấp độ nào. Nếu một người mà thực hành tốt, sống trải nghiệm tốt và hiểu đúng cái điều mà thầy nói đó, thì tùy lúc mà thần trọng chú tâm quan sát, tùy lúc mà trở về trọn vẹn tỉnh thức với chính mình, tùy lúc mà sáng suốt định tĩnh trong lành, và cũng tùy lúc mà mình hoàn toàn buông ra để cho tâm là rộng rang, lặng lẽ, trong sáng. Đó. Thì tất cả bốn cái đoạn này đó là nó tương ứng với những cái điều mà hồi nãy thầy nói. Tức là cái đầu tiên đó, trong cái thực tại đó, nó có bốn cái dạng, nó cũng tương ứng với bốn cái điều này, bốn cái điều mà mình tu tập này. Nhưng mà có một cái đó là nó ngoài cái, nó ở ngoài cái mình đang tu tập, đó là cái ảo tưởng. Vì vậy cho nên đầu tiên là mình phải thấy ra được cái ảo tưởng đó. Rồi khi mà thấy ra được cái ảo tưởng đó, mình mới cái bước thứ nhất là
là thấy ra cái ảo tưởng, rồi bước thứ hai mới thấy ra cái thực tại đang là thực, còn bên kia là cái đang là ảo. Thấy ra cái đang là ảo, trở về với cái đang là thực, rồi từ cái đang là thực đó trở về với một cái tâm bất đồng trước tất cả mọi thứ. Thì cái thực tài mà thầy nói đó thì nó cũng là tương ứng với là một cái thứ nhất là cái nào là hoàn toàn là thế giới ảo, rồi mới đến một cái thế giới thực. Cái thế giới thực đó là cái thế giới thực của cái ảo, thực nhưng mà thực của cái ảo, tức là về thấy ra cái thực của cái ảo, rồi từ cái thực của cái ảo đó mới là trở về với cái thực của cái hiện tượng thực đang là. Từ cái chỗ hiện tượng thực đang là đó mới là trở về với cái là một cái thực, mà cái thực đó là một nội tâm hoàn toàn thanh tịnh trước tất cả các pháp. Thì sở dĩ mà thầy nói như vậy là để cho mình khi mình tu tập là mình phải biết đúng cái hướng của nó. Cái hướng đó là hướng xả ly, ly tham đoạn diệt, an tịnh chánh trí giác ngộ niết bàn. Và đồng thời đó, cái hướng đó cũng là cái hướng mà Đức Phật Ngài nói là không vô tướng, vô tác, vô cầu. Tức là không có hướng ra bên ngoài để tìm cầu ở bên ngoài, mà là hướng về ở mình. Và cái điều này nó cũng phù hợp với cái định nghĩa về pháp, hay là cái đặc tính của pháp mà Đức Phật Ngài nói. Đó là Ehipasiko, tức là trở về mà thấy. Opanajiko là trên cái thực tài đó. Sandithiko là thì mình sẽ thấy ngay. Akaliko là không qua thời gian. Và Pachattang Veditabbo Vinyuhi là mỗi người cảm nhận được cái thực tài đó như nó đang là. Mà cái thực tài nó như hồi nãy thầy nói, nó có nhiều cấp độ khác nhau. Có thể cái thực tài đầu tiên nó là vọng, đến cái thực tài thực nhưng mà trên hình tướng, trên hiện tượng, rồi đến cái thực tài là cái tâm hoàn toàn rộng lành trong sáng. Thì cái đường đó cũng là cái đường đi về với pháp. Thì cái pháp mà cuối cùng á, cái pháp cuối cùng mà mình trở về lại đó, mà Đức Phật Ngài nói là mình phải Ehipasiko Opanajiko đó, tức là phải trở về với cái thực tại đó thì mình bắt gặp được cái tịch tình mà hôm trước thầy nói là khi mình bắt gặp cái tịch tình đó thì té ra cái tịch tình đó không phải là cái tịch tình ở nó riêng mình, mà là cái tịch tình tràn ngập khắp mọi nơi. Lúc đó thì đúng như Đức Phật nói là khi tâm thanh tịnh thì thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh. Thì cái điều này đó nó cũng trả lời cho cái ý thứ hai trong cái câu hỏi đó, là nói là khi mình trở về mình là thanh tịnh thì cái thực tại ở nơi mình là thanh tịnh thôi, chứ còn có thể là cái thực tại chung quanh vẫn là không thanh tịnh. Bởi vì bây giờ mình thanh tịnh nhưng mà có vẫn người vẫn còn tham lam sân hận si mê làm ác rồi này đó. Nhưng mà cái đó thì là thực ra đó là ở nên mỗi người đó thì vẫn như cái điều mà mình vừa nói, ở nơi chính mình, ở nơi mỗi người đó cũng giống như mình thôi. Tức là thực ra thì họ vẫn đang ở nơi thanh tịnh, họ vẫn ở nơi cái hoàn hảo thanh tịnh hoàn toàn, nhưng mà tại cái tâm họ là khởi lên cái vòng tượng vòng ảo và chạy theo cái vòng tượng vòng ảo đó, cho nên họ mới là phiền não khổ đau thôi. Thì cái mà họ đang phiền não khổ đau đó, họ đang vòng tượng đó, thực ra đó là giấc chiêm bao của họ thôi. Có hiểu ý thầy nói không? Thực ra lúc đó chỉ là giấc chiêm bao của họ thôi, chứ vẫn không phải là cái thực. Còn khi một cái người mà thanh tịnh á thì thấy cái thực, chứ không thấy cái chiêm bao đó nữa. Vì vậy cho nên thấy cả thế giới vẫn là thực hết, vẫn là thanh tịnh hết. Còn cái giấc chiêm bao đó là đâu có thực, phải không? Thí dụ như bây giờ thầy thấy anh này ngồi đây, chị này ngồi đây, thì thầy chỉ thấy cái thực thôi. Chứ còn bây giờ hai người đang, mỗi người đang ảo tưởng cái chuyện gì đó đó, cái chuyện đó chỉ có người đó là chuốc lấy cái phiền não khổ đau của cái ảo đó thôi. Chứ còn cái người mà cái tâm đã thực thì vẫn thấy thực hết.
thực tế là tất cả mọi cái đều là thực, đều là hoàn hảo. Nhưng mà rõ ràng là ở nơi mỗi người vẫn còn những đau khổ, những phiền não đủ thứ, những cái nhận thức sai lầm và hành vi sai lầm là có. Nhưng đó chính là thế giới ảo của họ. Còn khi mà thanh tịnh thì vẫn thấy cả họ vẫn đang ở nơi thanh tịnh. Phải không? Bởi vì có như vậy thì họ mới trở về với thanh tịnh được. Cho nên bây giờ mỗi người cứ phải trở về làm với chính mình, đi từ cái mà ảo đó rồi trở về với cái thực, rồi trở về với cái hoàn toàn là thanh tịnh. Thì nó cũng phải, mọi người cũng phải đi theo cái cung đường đó thôi. Mà cung đường đó chính là cung đường mà tỉnh thức ra khỏi cái ảo mộng của chính mình. Tức là mình sống thực, mỗi người tỉnh thức ra khỏi cái ảo mộng của chính mình. Chứ không phải là cái thế giới này là ảo, mà là thế giới này là hoàn hảo, là rất thực. Nhưng mà mọi người lại đang tạo ra một cái giấc mộng, toàn tạo ra một cái ảo mộng, tạo ra một cái không thực, mà cái hạnh phúc và đau khổ lại xây dựng trên cái không thực đó. Cho nên thực ra cái mà mình cho là hạnh phúc và đau khổ trên cuộc đời này đó cũng là ảo chứ không phải là thực. Còn cái cuộc đời thực á thì nó vẫn là hoàn hảo. Cho nên khi một người thanh tịnh thì thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh. Vì mình chạm phải một cái vấn đề rất thực, nhưng mà nếu mà mình không nhìn cho thật kỹ, không quan sát cho thật kỹ đó, thì mình không hiểu nổi. Nhưng mà nếu ai hiểu được cái hành trình này đó, thì cái người đó mới bắt đầu tu tập là đúng. Cái hành trình mà khám phá đâu là ảo vọng, đâu là chân thực, thì cái sự khám phá này đó là đúng với cái nguyên lý tứ diệu đế của Đức Phật. Tức là ngay ở nơi mình, phải trở về ở nơi mình để làm gì đó, để khám phá ra đâu là tập đế khổ đế, tức là đâu là cái nguyên nhân đưa đến cái ảo tượng, ảo giác, đau khổ, phiền não, đâu là trở về với cái chân thực trong sáng và là thanh tịnh tự tài niết bàn. Mà cũng ngay nơi mình thôi, ngay nơi mình đó, mà nó có thể là trong một sát na thôi. Cái tâm mình đang vòng tượng lung tung đó, mà mình trở về lại tròn vẹn với cái đang đi, đang thở, đang ngồi, thì là ngay đó là niết bàn. Có người thì có thể là phải trải qua không biết bao lâu tu tập mới là được cái niết bàn đó. Nhưng mà cũng có người là có thể trở về với cái niết bàn đó ngay lập tức. Có thể đang ảo vọng, ảo tượng đó mà chợt tỉnh ra. Cũng như ông Yassa đó, ông Yassa đó là ông là một cái công tử nhà giàu sang, cho nên là ngày đêm là chỉ lo ăn chơi, sống hưởng thụ dục lạc, đại khái là vậy. Thế có một cái hôm thì là tự nhiên là thấy tất cả mọi cái trường đó nó chán, vui chơi một hồi rồi thấy cả cái vui chơi, cái mà xưa nay mình đi tìm những cái để thỏa mãn thì nó cũng chán, nó chẳng có gì hứng thú, chẳng có thích thú gì cả, mà nó thấy là bị trói buộc, mình thấy bị lệ thuộc, bắt đầu nhận ra cái trói buộc, cái lệ thuộc đó. Thì Yassa mới là ban đêm mình thức giấc dậy thì bỏ đi một mình, có thể hôm đó là một đêm trăng đi một mình. Một cái thời xưa thì có lẽ là rừng núi đồ nhiều, chứ không phải như mình đi giữa thành phố hồi đó là đi vô trong rừng ấy thì gặp Đức Phật, mà vừa đi đó là vừa nghĩ mà vừa nói ra cả lời luôn. Chán quá, ràng buộc quá, bận chặt quá, đại khái là vừa nói vừa trong vừa là tràn ngập cái con người của Yassa lúc đó là như vậy. Thế nhưng mà gặp Đức Phật á thì ngài lại nói một câu, ngài nói là ở đây không có cái sự trói buộc, ở đây không có cái sự bận chặt nào. Thì cái chữ ở đây này, cái chữ ở đây này, khi ở đây mình không biết là ở đâu,
Nhưng mà lại là trong cái lúc mà Yasa đang buồn chán đó đó, thì ông lại hiểu cái chữ ở đây đó là gì. À, tức là lại cái chữ ở đây đó chính là một cái thực tài hoàn toàn trọn vẹn rồi, chẳng phải như cái ảo tượng mà Yasa đang sống đâu. À, tức là nếu mà trở về với cái ở đây này này thì cái ở đây á là hoàn toàn hoàn hảo rồi. Khi nghe như vậy đó thì Yasa liền chạy tới đó, thì là Đức Phật ngài chỉ nói vài câu gì đó thì Yasa đã là vào được cái thánh quả đầu tiên. Thánh quả đầu tiên là gì? Tức là trở lại với cái pháp hoàn toàn thực, trở về với cái thực tánh thực, chứ không còn là ảo tượng ảo giác, cái là không còn là lang thang vơ vẩn ở bên ngoài nữa, mà là trở về được cái ở đây đó. Trở về với cái ở đây đó, cũng như là Angulimala giết hàng trăm người với một ảo vọng là giết người như vậy để mình thành đạt một cái gì đó ghê gớm, thì là Đức Phật ngài lại đến và nói là rượt theo Đức Phật, rượt không được, gọi Đức Phật dừng lại. Thì Đức Phật ngài nói là Như Lai đã dừng lại từ lâu rồi, không phải dừng lại này, mà nói một cái là ông lại hiểu liền, ông lại hiểu lại cái dừng lại khác, bởi vì chính ông đang đeo đuổi một cái gì đó, đeo đuổi mãi không được. Cho nên khi Đức Phật ngài nói dừng lại thì ông lại hiểu ngay là không phải là cái dừng lại này, mà lại hiểu là cái dừng lại của những cái ảo tượng, vọng tượng đi tìm kiếm. Cho nên á, nói Như Lai đã dừng lại rồi, chỉ có ông mới chưa dừng thôi, là ông giật mình liền. Giật mình tức là đánh thẳng vào cái mà cái tâm của ông đang là chạy đi tìm kiếm, tìm một cái người nào đó để giết cho được, để mà lấy được cái ngón tay. À, để mà xọ thành một cái tràng hoa ngón tay, à, để làm một cái bùa chú gì đó để mà trở thành đào, trở thành luyện thành một cái gì đó ghê gớm. À, nhưng mà đó là ảo tưởng. À, cho nên Đức Phật ngài đánh thẳng vào cái ảo tưởng, cũng giống như đánh thức dậy một cái người đang ngủ mê thì chợt tỉnh liền, chợt tỉnh là cũng trở về được với cái bản tính liền, được liền. Thì cái này là tùy theo căn cơ. Nhưng mà dù là căn cơ thấp cách mấy thì cái cách duy nhất cũng phải trở về thôi, chứ không có cách nào khác được hết đó. Cách duy nhất vẫn là phải trở về với cái thực tại đang là, dù cái đang là đó là cái người đó đang đau khổ, đang phiền não, hay là đang hung ác, hay đang cái gì đó. Thì như Angulimala rượt theo là đang hung ác cái gì nữa, phải không? Anguli đang rượt theo Đức Phật để giết, tức là đang hung ác cái gì nữa. Hung ác đó là quá cực kỳ hung ác rồi, chứ không phải là hung ác sơ sơ. Đó. Nhưng mà ngay trong cái hung ác đó đó, biết trở về trọn vẹn lại với chính mình đó, tức là dừng lại đó. Dừng lại tức là trở về lại. Đó. Thành ra cái con đường mà giác ngộ giải thoát là một con đường trở về hoàn toàn với thực tại đang là. Thì bởi vì có những người vẫn còn hỏi thầy trong mạng, vẫn còn hỏi thầy là nếu mà trở về với thực tại đang là, chỉ thực tại đang là thôi sao, rồi mình không có phước đức, không có cái gì hết sao? hỏi vậy, lúc đó nó không có phước đức gì hết đó. Rồi mình không có, nếu mình trở lại vậy rồi mình đâu có cầu tiến để tới cái gì đâu. Tức là một người vẫn cứ hướng ngoài, vẫn cho rằng là mình phải đạt được cái gì đó, cho nên vẫn là cái tâm đó vẫn còn là tâm sinh tử. Mới cái tâm đó thì không bao giờ có thể mà trở lại để thấy ra được cái giá trị thực của cái đang là. Đó. Không bao giờ thấy ra được cái thực của cái đang là đó. Cho nên đó, cái mà thầy nói là trở về với cái đang là đó đó, là hôm nay thầy sẵn cái câu hỏi đó, thầy phân tích cho thật rõ ràng mọi khía cạnh của cái trở về đang là đó. Cho dù là lúc đó đang là hung ác cỡ như Angulimala, mà trở về thì vẫn là có thể đắc đạo quả. À, một người đang thực sự là chán nản, buồn phiền như thử là Yasa, cũng có thể trở về lại với cái thực tại và giải thoát giác ngộ được ngay đó. À, rồi bây giờ thời gian còn lại để mọi người hỏi tiếp. Dạ kính bạch sư ạ,
Cho con hỏi câu hỏi là như như con hiểu là có phải là cái ảo tưởng mà mình nhận được và mình quay lại với cái thực tại đang lẻ đó, thì với cái điều này có phải là cái sự giác ngộ gì đó không? Và với cái điều này khi mà hiểu được như vậy thì cũng có thể hiểu là người đó có tương ứng với cái sơ quả là Tu Đà Hoàn như là Đức Phật để nói ra mà. Cái này hồi nãy thầy nói rất rõ rồi. Trở lại với cái thực tại đang là đó, có thể là thấy ra là mình đang vọng tưởng. Trở lại với thực tại đang là đó, có thể là thấy ra mình đang đi đứng nằm ngồi, đang ăn đang nhai. Và trở lại với thực tại đang là đó, có thể là thấy ra được cái nội tâm hoàn toàn thanh tịnh. Thì cái đó tùy theo cái mức độ của mỗi người, nhưng mà cái con đường vẫn là chỉ có trở lại với cái đang là thôi. Thì có thể có người khi nghe Đức Phật thì trở lại với cái đang là, mà trở lại với đang là đó thì là thấy pháp. Có người trở lại cái đang là đó thì là đắc Tu Đà Hoàn. Có người trở lại đang là thì đắc Tứ Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, mỗi người mỗi khác. Tùy theo cái mức độ căn cơ của cái người đó mà họ trở về lại được với cái thực tại đang là đó như thế nào. Có người thì nói như theo Thiền Tông thì trở lại với cái đang là đó thì ngộ. Thưa thầy, cho con hỏi, thưa thầy hay giảng về cái mục đích của cái cuộc đời là những bài học, thì có nghĩa là mục đích của cuộc đời của mình là những bài học, thì có phải là những cái bài học đó để từ từ mình chỉnh những cái nhận thức hành vi của mình, rồi để cuối cùng cũng là mình tới cái tâm mà là tĩnh lặng, nhưng cái bước cuối cùng như thầy nói. Đúng, đúng vậy. Thực ra đó là bởi vì thế này, con người là khi có thể là vì do tham lam sân hận si mê gì đó, có thể là do ảo, nhưng mà có một cái điều là ảo thì chỉ là ảo nên mình thôi, ảo trong cái đầu óc mình thôi ha, còn cái thực vẫn là thực. Thí dụ như bây giờ mình tưởng tượng là cái tường này là mềm, nhưng mà mình tới mình đụng vô một cái thì vẫn u đầu. Tức là cái tưởng của mình là khác mà cái thực là khác. Vì vậy cho nên con người do tưởng, do tưởng tượng, do ảo tưởng mà chạy đi tìm kiếm, nhưng khi tìm kiếm thì nó vẫn đụng vài cái thực. Nó vẫn đụng cái thực, thì chính cái đụng cái thực đó đó là cái bài học để hóa giải cái ảo tưởng của họ. Đó. Thành á cái điều tức cười là thế này. Giả sử như bây giờ hai vợ chồng là đang hục hặc đau khổ với nhau, thì đến gặp một vị thầy nào đó đó, thì vị thầy nói rằng là thôi bây giờ về phải thông cảm với nhau, phải hiền hòa với nhau, phải yêu thương nhau, phải thế này thế kia. Thầy thì không nói như vậy. thầy không nói như vậy, bởi vì nếu mà mình có làm vậy đó thì cũng không thật. Mình làm vậy cũng đâu có thật. Quan trọng là mình thấy ra vấn đề, chứ còn mà còn chỉ làm như vậy thôi thì nó cũng chỉ mới đóng kịch thôi chứ chưa phải là thật. Trong thâm tâm á thì thầy lại thấy khác. Ban đầu họ nói là bây giờ hai vợ chồng là đang bất hòa, đang đau khổ gì đó. Thì đầu tiên là trong thâm tâm thầy á là nói là đương nhiên. Đầu tiên là thầy phải nói một câu là đương nhiên vậy đấy đã, nhưng mà không nói ra. Thực ra là trong tâm mà nói đương nhiên đó. Và cái thứ hai là nói là quá hay. Không phải đương nhiên mà còn quá hay nữa. Quá hay là vì sao? Bởi vì trước đây hai người đến với nhau là toàn là quá ảo tưởng. Cái tờ hôn thú thì thật. Là bởi vì nó có giấy, có bút, có mực, là có là thật. Nhưng mà hai người đó thì lại là kết hợp với nhau quá ảo tưởng. Thì bây giờ đó nó mới đùng vại cái thực, thì nó quá hay. Và nó vừa đương nhiên mà nó vừa quá hay. Thì quá hay đó nó mới
hai người mới học ra được cái bài học. Mà họ thì họ toàn nghĩ là, bà vợ thì nghĩ rằng là làm sao ông chồng giống ý, đúng y như ý tôi là tôi hạnh phúc liền à. Ông chồng cũng vậy, nói bà vợ mà đúng y như tôi, ý tôi cái là hạnh phúc liền à. Nhưng mà bao giờ mà hai người mà giác ngộ ra rằng là không phải đúng theo ý mình, mà là phải thấy đúng bản chất thực của cuộc sống, bản chất thực của con người, bản chất thực của tất cả mọi cái hành động, thái độ của trong cuộc sống, thì khi đó mới thật sự hạnh phúc. Mà không phải là hạnh phúc giữa vợ chồng nữa, mà là hạnh phúc giải thoát giác ngộ. Lúc đó không đòi hỏi một hạnh phúc ở giữa vợ chồng nữa, mà là hạnh phúc giải thoát giác ngộ. Đại khái là như vậy. Thế còn bây giờ mình lại cố gắng làm sao để cho hai người hạnh phúc á, thì cái hạnh phúc đó nó vẫn chỉ là nuôi những cái ảo thôi, chứ đời nào mà thấy ra cái thật. Chính những cái va chạm, những cái đau khổ mới vỡ ra được những cái ảo tưởng của mình chứ. Nhưng mà tại vì người ta không hiểu cuộc đời là bài học giác ngộ, mà người ta cứ nghĩ rằng làm thế nào để mình có hạnh phúc. Nhưng mà làm thế nào để mình có hạnh phúc như ý mình thì không bao giờ được. Bởi vì làm gì có, chừng đó làm gì có. Chỉ có khi là thế này thì được. Bây giờ mình lấy ông chồng về, xong rồi mình lên làm tổng thống. Và lúc đó mình có quyền nói, ông phải làm như thế này cho tôi này, ông phải làm như thế kia cho tôi. Là ông đó dù không muốn ông cũng phải làm. Thì bay ra là hạnh phúc thôi, chứ không còn cách nào được cả. Ngược lại bà vợ ông chồng cũng vậy, tức là chỉ có khi nào mà mình ra lệnh mà người đó phải theo mình y như ý muốn của mình đó, thì cái đó mới hạnh phúc thôi. Nhưng như vậy thì muôn đời không bao giờ giác ngộ, phải không? Như vậy thì muôn đời không bao giờ giác ngộ. Mà giác ngộ đó thì chính giác ngộ trong cái đau khổ này này. Bởi vì cái đau khổ này đó, nó mới giúp cho mình thấy ra được cái mà mình đã sai như thế nào, mình đã ảo tưởng như thế nào. Bởi vì mình đâu có thấy mình ảo tưởng. Cũng như trong lúc mình đang chiêm bao đó, mình đâu có thấy là chiêm bao. May rồi ai đánh dậy cho một cái hay là có cái gì đó, rồi khi đó mới là thức dậy đó mới thấy chiêm bao thôi. Thì thực ra những cái đau khổ, những cái bất đồng, những cái này cái kia đó, chính là những cái mà đánh vào để cho mình tỉnh ngộ. Thế là thành ra là thứ nhất là đương nhiên, thứ hai là quá hay. Quá hay là pháp là quá tuyệt vời. Bởi vì cái thực nó sẽ luôn luôn là, nó sẽ luôn luôn đính chính cái ảo. Tại mình ảo cho nên có cái thực nó mới đính chính lại cái ảo thôi, chứ không có cách nào mà khác được hết. Nhà bà sư, con là người mới bắt đầu hả sư, thì con muốn sư dạy cho con là mình mới bắt đầu như thế nào, ví dụ như cần học những cái giáo lý cơ bản nào, hoặc là đọc những cái kinh sách nào hả sư? Giáo lý cơ bản hả? Có, giáo lý cơ bản có thể là bây giờ học đạo nó có hai cách. Một cách là học qua giáo lý thì cũng nên. Thực ra cái mà gọi là pháp học và pháp hành á, thì cái pháp học ở đây không phải là học giáo lý. Không phải là học giáo lý, mà học để mà thấy ra cái hành như thế nào. Nó có thành, nó có hai cái học, nhưng mà cũng cần qua giáo lý. Thì nếu mà qua giáo lý thì nên đầu tiên có lẽ là nên đọc cuốn Đức Phật và Phật Pháp. Cuốn Đức Phật và Phật Pháp của ngài Narada. Theo thầy là cái cuốn đó là cuốn mà căn bản nhất. Bởi vì cái cuốn này đó, trong đó có thể là cái người mới đọc đó là cũng hơi khó hiểu. Bởi vì như nhiều khi nó mới chạm vào những cái ngôn ngữ của Phật giáo. Cho nên nó cũng có khi hơi khó hiểu. Nhưng mà cái cuốn đó là nói nhiều cái phần cơ bản, dễ hiểu hơn một chút á. Dễ hiểu hơn một chút, mà nó có hơi qua thực nghiệm đời sống chút xíu, thì cứ đọc cuốn Con Đường Hạnh Phúc. Con Đường Hạnh Phúc
để mình có một cái nhìn về Phật giáo một cách đúng đắn một chút. Dạ con thưa thầy, con có một thắc mắc là con vẫn chưa hiểu lắm cái chữ sự giác ngộ của thầy á thầy. Tức là nếu mà tất cả mình lý tưởng hóa tất cả mọi thứ, ai cũng giác ngộ hết, ai cũng hạnh phúc hết và không có một sự cầu tiến thì thế giới này sẽ như thế nào? Ví dụ như người nông dân hôm nay trồng được bao nhiêu lúa đó và người ta thỏa mãn, người ta thấy à rồi vậy là tốt rồi, và người ta ngày mai người ta không trồng nhiều hơn nữa thì tất nhiên là sẽ không, thế giới này sẽ không tiến bộ lên được nhiều nữa. Và con không hiểu là nếu mà tất cả đều hạnh phúc vậy thì có phải là tâm mình hạnh phúc rồi và mình không để ý tới những thứ xung quanh nữa, hơi giống với một người vô tâm vậy đó. Giống như là tôi thanh bình, tôi hạnh phúc và tôi nhìn mọi thứ đều bình thường. Mình không thấy được sự hạnh phúc của người khác, mình không thấy được sự đau khổ của người khác. Vậy thì con không hiểu lắm chỗ đó đó thầy. Cái này thì thực ra là thầy đã nói rất nhiều lần. Chắc có lẽ tại thầy con mới đi nghe phải không? Thực ra đó là khi một con người mà sống mà mình gọi là cầu tiến thì đó cũng là cái động lực. Đó cũng là một cái động lực tốt. Động lực tốt để mình giác ngộ. Nãy giờ thôi là thầy cũng đã nói điều đó rồi. Tức là ví dụ như là con người sống thì đương nhiên là mình thấy như thế nào đó. Mình thấy tiến bộ là như thế nào đó. Con nghe chú kỹ ha. Tức là mỗi người đều thấy là mình sẽ tiến bộ là cái gì đó. Thì con cứ làm theo cái đó. Con cứ nghĩ là tiến bộ là kiểu gì đó thì con cứ làm. Con cứ làm thôi. Nhưng mà thầy nói là thế này. Cái đó thực ra đó chỉ là cái cơ hội để mình giác ngộ thôi. Thí dụ như người nông dân làm rồi mới hiểu ra được. Quan trọng là khi người nông dân làm như vậy mới hiểu ra được mọi chuyện. Cái chính đó. Chứ còn nếu người nông dân mà cứ nghĩ rằng mình trồng lúa thì mình sẽ là năm nào mình sẽ có lợi nhuận càng ngày càng tăng, đó là tiến bộ, thì người đó sẽ đau khổ. Bởi vì người đó không hiểu được cái thị trường á, nó ghê gớm lắm chứ không phải là như mình nghĩ. Cái thị trường nó cạnh tranh dữ dội lắm. Có thể là một cái nước nào đó nó sản xuất lúa thật nhiều, thế là mình coi như mình trồng cả bao nhiêu mẫu lúa, cuối cùng bán không được bao nhiêu cả và có thể lỗ. Nhưng mà cái mà mình làm lúa và mình nghĩ rằng là mình sẽ là tiến bộ trong cái việc mà mình sản xuất lúa gạo chẳng hạn, điều đó không phải là chính, mà điều giác ngộ ra được ý nghĩa của cuộc sống này mới là chính. Nhưng mà ai nói với con là một người giác ngộ ra ý nghĩa của cuộc sống thì là chỉ biết mình mà không biết những người xung quanh. Chính cái người giác ngộ ra ý nghĩa của cuộc sống đó thì người đó mới hiểu được, mới thông cảm được với tất cả những nỗi khổ của những người xung quanh. Bởi vì cái giác ngộ đó chính là thấy ra được những cái nỗi khổ, những nguyên nhân của những cái nỗi khổ đó. Và hạnh phúc đích thực là gì? Không phải hạnh phúc là cái như con nghĩ là mình sống mà thỏa mãn được cho cá nhân mình rồi mình tiến lên trên một cái mức thang nào đó của tài tình danh vọng gì đó là hạnh phúc. Mà hạnh phúc là thấy ra được tất cả cái ý nghĩa của đời sống. Mà cái ý nghĩa đó mà mình muốn thấy được thì mình phải là chiêm nghiệm ở nơi bản thân mình trong quan hệ với đời sống. Vì vậy cho nên bây giờ ai muốn giờ làm gì đó, ai muốn cầu tiến hay là ai muốn làm gì thì cứ làm. Cho nên cái chữ giác ngộ là đại khái là thế này, là thông suốt được mọi cái nguyên lý của đời sống, trong đó đặc biệt là những nguyên lý về cái hạnh phúc và đau khổ.
tức là cái gì thực sự là hạnh phúc, cái gì là đau khổ. Ví dụ như gần đây thầy hay nhắc đến một cái chuyện, đó là xưa nay đó, con người mình đó là tính cái sự tiến bộ bằng cái thu nhập đầu người, phải không? Bây giờ người ta sắp cái bức thang đó, bức thang của các nước đó. Nước này thu nhập cao nhất, đó là nước cao nhất. Nước này thứ nhì là đứng thứ gì, là đại khái vậy. Tức là người ta vẫn chỉ là sắp hàng theo cái mức thang của cái thu nhập đầu người. Tính ra Việt Nam mà thu nhập đầu người là bao nhiêu, Campuchia là thu nhập đầu người là bao nhiêu, thì để xếp hàng nó đứng thứ mấy. Nhưng mà người ta quên rằng là thu nhập như vậy có hạnh phúc hay không? Thu nhập cao như vậy có thực sự hạnh phúc hay không? Người ta quên cái chuyện đó. Cho nên á, bây giờ người ta đang tìm ra một cách khác, là người ta không tìm cái chỉ số thu nhập đầu người nữa, mà người ta tìm cái chỉ số hạnh phúc đầu người. Tức là không cần biết anh thu nhập được bao nhiêu, nhưng mà anh sống có thực sự hạnh phúc hay không. Mà một người mà sống thực sự hạnh phúc á, thì người đó luôn luôn là lợi mình lợi người thì mới hạnh phúc được. Còn một người mà chỉ lợi mình mà hại người khác á, thì không bao giờ có hạnh phúc. Cho dù cái người đó có thăng tiến trên cái tài tình danh lợi tới đâu, mà hại người để lợi cho mình, thì người đó tuyệt đối là không bao giờ có hạnh phúc. Người đó chỉ là hưởng thụ cái tài tình danh lợi trên nỗi đau khổ, chứ không thể nào mà là hạnh phúc được. Cho nên là bây giờ người ta đang xét lại, nhưng mà không biết bao giờ mới có thể trở lại được với cái này. Nhưng mà bắt đầu người ta đang ý thức được rằng là nên là tìm hạnh phúc đầu người để mà đánh giá một cái cộng đồng xã hội. Thế thì không thể nào mà tính trên cái thu nhập đầu người được. Còn bây giờ mình nó hiện đại hóa hay là công nghiệp hóa đến mức độ nào mà con người không hạnh phúc á, thì cũng coi như là hoang phí vô ích, hoang phí cả tiền bạc, cả sức lực, cả tài nguyên, đủ thứ một cách hoàn toàn vô ích, mà chẳng có đem lại cái hạnh phúc nào cả. Cho nên á là cái này á thì có lẽ tại vì con mới học đạo cho nên còn chưa có thấy rõ. Nhưng mà cái cơ bản á của đạo Phật á là thế này. Cơ bản của đạo Phật là trở về với chính mình để mà chính mình trong quan hệ của đời sống, chứ không phải là chính mình là trở về riêng một mình. Trở về với chính mình trong quan hệ với đời sống để thấy ra đâu là nguyên nhân của đau khổ và đâu là thực sự giải thoát an lạc hay là giác ngộ giải thoát. Vậy thôi. Nhưng mà khi mà giác ngộ giải thoát thì người ta sẽ sống với một cái tâm hồn rộng lớn. Cho nên mà người ta gọi là vô ngã vị tha, tức là người ta sống không phải vì mình nữa mà vì mọi người. Chính ra cái người mà khi mà họ giác ngộ đó thì họ mới có thực sự có tình thương yêu, mới có lòng vị tha, mới sống cho tất cả mọi người. Nhưng mà cái lạ lùng là thế này, muốn được như vậy thì phải giải quyết được cái con người mình cái đã. Bởi vì nếu con người mình đầy đau khổ, đầy phiền não thì không thể nào mà có một lòng vị tha được. Bởi vì chẳng lẽ là mình vị tha là đem đau khổ lại cho người khác. Cho nên là một cái người khi phải giác ngộ tức là hiểu ra nỗi khổ của chúng sanh. Từ cái chỗ hiểu ra nỗi khổ của bản thân mình mà hiểu ra được cái nỗi khổ của chúng sanh, cho nên lúc đó mới là có một cái lòng vị tha vô ngã được. Thì cái này á là
Có thể là con vào cái trang web. Đầu tiên là con đọc những cái hỏi đáp. Có cái gì con không hiểu thì con hỏi trong cái hỏi đáp đó được. Xin con muốn hỏi thầy một câu hỏi như thế này. Cái bài giảng là cái mình trở về cái thực tại đang là đó. Thì ví dụ như trong cái căn phòng này nó có một cái thực tại đang là. Vậy thì tất cả những cái người ngồi ở đây, mỗi người cái thực tại đang là khác nhau, hay là cái thực tại đang là nó làm một cái gì đó, nó mang cái tính toàn thể. Ví dụ như một cái con ong nó bay ở đây, hay là một con chó nó chạy vào phòng này, thì nó cũng phải có một cái thực tại đang là của nó. Đúng như mỗi người cũng có cái thực tại đang là. Nếu mà mình nhìn nhận đúng cái thực tại đang là đối với mỗi người vậy, thì cái thực tại đang là này nó có chung, nó có giống nhau hay không? Đó là cái ý thứ nhất con muốn hỏi. Thêm vào nữa là cái vấn đề mà cái trạng thái ấy. Ví dụ như bây giờ con đến đây thì con hay đem theo một cái tâm trạng từ cái chỗ khác đến cái chỗ này. Rồi ở chỗ khác con vui hay là con buồn, hay là con có chuyện bực mình, hay là hạnh phúc gì đó. Thì đến đây con sẽ, thì mặc dù vẫn ở đây và bây giờ tại cái thời điểm này và không gian này luôn, nhưng mà tức là cái trạng thái đó đem đến cho mình cái cảm nhận cái thực tại đang là nó sẽ khác nhau. Nhưng mà trời mưa này thì nó lại có một cái cảm xúc khác nữa. Vậy thì những cái trạng thái, những cái cảm xúc đó nó có phải là ảo ảnh để nó che mất cái tính chất thực tại đang là đó hay không? Ý con là vậy, con có cần phải loại bỏ cái trạng thái đó đi hay không? Vì con có lần con nghe thầy giảng là cái trình độ tâm của mỗi người thì giống như là cái người đó, người ta làm xong một cái việc gì là người ta quên ngay, người ta không có bị ám ảnh, không có bị nhớ đến thì làm xong một việc gì là thôi, thế là hết, lại chuyển sang việc khác. Nhưng mà con thì ví dụ con cũng hay bị cái ngoại cảnh nó tác động như vậy. Ví dụ con đến chùa thầy nhưng mà con về nhà thì có khi con lại cũng chưa có ngay cái thực tại đang là ở ngôi nhà con, mà con lại cứ hay bị có cái hình ảnh cái ngôi chùa hay là cái ngoại cảnh mà con đã đi qua, nó đem về cái chỗ mới mà cái con thực tại đang là ở cái thời điểm đó. Vậy thì cái đó nó có phải là cái những cái ảo ảnh mà cần phải loại bỏ đấy hay không? Ý con là vậy, con không thể trả lời không? Tất cả những cái mà mình đã trải nghiệm qua thì nó đã trở thành cái những yếu tố của đời sống mình rồi. Thực ra là như vậy. Thí dụ như bây giờ thế này, hồi trưa mình ăn cơm, thì bây giờ đó cái lúc mà mình ăn cơm á thì mình tròn vẹn với cái thực tại lúc đó là mình nhai, mình nuốt, mình cảm nhận được cái thức ăn đang như thế nào, là mình tròn vẹn với cái ăn đó. Thì khi mình tròn vẹn với cái ăn đó đó, thì bây giờ mình đang đứng đây này, thực ra là cái việc ăn đó đó, cái thức ăn đó đó, nó bây giờ nó đang trở thành máu, nó đang lưu chuyển trong con người mình, nó không có mất đi đâu hết, tức là nó vẫn là tồn tại trong đời sống đó. Và nó có thể nó mất đi, thí dụ như là một cái lượng máu đó trải qua trong bao nhiêu thời gian thì cái lượng máu đó nó có thể hoàn toàn biến mất để một cái lượng máu khác nó xuất hiện. Thế nhưng mà không phải là cái sự biến mất của nó là không để lại điều gì. Bởi vì cái thời gian mà nó tồn tại đó, đó nó cũng đã đóng góp cho cái sự sống của mình rồi. Đó. Thì thầy thường hay lấy ví dụ cái trái mít. Trái mít là cái trái mít non. Rồi nó già hơn một chút. Thì cái sự chuyển hóa từ cái mà mít non mà già hơn một chút đó, đó không có nghĩa là nó biến mất cái mít non. Không phải là biến mất cái mít non, mà cái yếu tố mít non đó, đó bây giờ nó đang trở thành cái mít già này. Tức là những cái yếu tố này đóng góp cho cái mít trở thành già hơn cho đến trở thành chín. Thì những yếu tố đó là những yếu tố mà nó luôn luôn là một cái chuỗi vận hành.
chứ không phải là mình nói là mình trở về thực tại, tức là mình cắt ngang đi, ở ngang đó là chỉ có ngang đó. Mà trong cái thực tại đó, nó đã bao hàm hết rồi. Đó. Thế nhưng mà nếu nó đã bao hàm hết rồi, thì tại sao mình còn suy nghĩ tới đó để làm gì? Không? Thí dụ như bây giờ mình cứ ngồi mình nói, chào hồi trưa mình ăn rồi không biết cơm nó đi đâu. Mình ngồi mình nói là hồi trưa ăn ngon quá mà không biết là cái ngon đó nó có cái gì không. Mình cứ ngồi như vậy, mà trong lúc đó là mình đang đi. Trong lúc đó mình đang lội qua một con suối, thí dụ vậy đi. Rồi mình cứ ngồi mình cứ nói, không biết hồi trưa mình ăn rồi ăn cái món gì mà cái món này nó như thế nào. Mà thực ra nó đã thành máu rồi. Nó nhờ cái máu đó, nhờ cái năng lượng đó mà bây giờ lội qua con suối được. Cho nếu mình không ăn bữa trưa là không chắc gì mà lội qua con suối được. Như vậy lội qua con suối được á, là cũng nhờ ăn cái bữa trưa đó. Thế thì bây giờ mình lo mà lội qua con suối mà dò dẫm cái chân để xem thì cái chỗ nào là có cục đá, cái chỗ nào thì nó hụt sâu xuống, chỗ nào như thế nào để mình đi cho tròn vẹn cái qua cái suối này. Cho mình nghĩ tới chuyện ăn trưa anh chí. Phải không? Không có nghĩ tới ăn trưa. Bởi vì thực ra cái ăn trưa nó đang nằm ở trong cái mình đang lội suối này rồi. Đó. Vì vậy cho nên á, mình chỉ cần sống tròn vẹn với đang là thì nó đã có tất cả. Còn nếu mà mình nghĩ tới quá khứ, nghĩ tới tương lai, bị vọng tưởng ra bên ngoài, thì mình lại quên mất cái đang là đó đi đó, để mình rơi vào một khoảng ảo chứ không phải thực. Thì con người mình á, là để từ rơi vào cái ảo rất nhiều trong đời sống. Cho nên Đức Phật Ngài nói là có những người sống 100 năm nhưng mà thực ra như chết. Có nghĩa là cái người đó luôn sống trong cái ảo chứ không hề có một chút thực để mà sống. À, còn nếu như một người mà sống tròn vẹn từng giây phút thì 100 năm là sống cả 100 năm không mất một giây phút nào. À, còn mình là mình đánh mất mình không biết bao nhiêu lần trong một ngày, đánh mất mình không biết bao nhiêu lần trong một giờ, và thậm chí là trong một phút, trong một giây. À, mình luôn là đánh mất mình. Mà cái mà thực sự mà mình đang sống đang là đó mới là sống. Còn nếu mình không sống đang là thì đó là ảo mộng, ảo tưởng, hay là chỉ là một giấc mơ. À, đại khái là như vậy. Cho nên cái ý nghĩa của cái mà trở về với cái đang là thì đừng có sợ rằng là không biết quá khứ rồi nó đi đâu mất, hay là trong tương lai đi đâu mất. Nếu như một em học sinh từ cái bữa sáng đi học mà từng giây phút tròn vẹn với cái việc học hành của mình, thì bây giờ đó là tất cả những cái mà em học á, nó đã trở thành là phẩm chất của con người em rồi. Cho nên bây giờ ngồi ăn cơm thì em chỉ cần tròn vẹn ăn cơm, em đá bóng thì tròn vẹn vui chơi với đá bóng, không cần phải ngồi mà suy nghĩ là mình học thế này thế kia gì cả. Bởi vì á, chỉ khi nào mà em này lười biếng không học, tức là khi mình học cũng không tròn vẹn. Cho nên bây giờ ăn cơm thì cứ ngồi nghĩ là chết rồi, bài mình chưa thuộc, mình làm bài tập chưa xong, mình như thế này thế kia. Cho nên mới là bị cái quá khứ đó chi phối. Và khi bị quá khứ chi phối là do quá khứ không tròn vẹn. Và bây giờ khi đã bị quá khứ chi phối thì ngồi ăn cũng không tròn vẹn được nữa. Thế thì là mình sẽ không tròn vẹn suốt cả cuộc đời. Cho nên á, bây giờ ai sớm tỉnh thức thì hãy tròn vẹn tỉnh thức, trở về tròn vẹn tỉnh thức với chính mình. Thì lúc đó mới bắt đầu thấy ra được cái ý nghĩa đích thực của đời sống là gì. Và lúc đó mới thực sự hiểu ra được hạnh phúc thực sự là gì. Được không? Được chưa? Có ai hỏi đây mình ạ? À? Xin lỗi con hỏi thêm cái ý đầu tiên của cô hỏi con. Tức là cái hiện tại đang là đó, nó có phải là có một cái gì đó nó cố định mà nó mặc định là 100 người đều cảm nhận nó như một hay không?
À, cái này thì đã, thầy nói rồi. Thực ra là hồi nãy từ đầu là thầy đang nói về chuyện đó. Cái bên ngoài đó, cái bên ngoài thì là sai khác. Nhất là cái mà ảo tưởng đó, thì là hoàn toàn sai khác. Thí dụ như bây giờ đây là một hiện tượng thực. Nhưng bây giờ mỗi người 100 người nhìn vào hiện tượng thực này đó, thì tùy vào cái mà ảo tưởng của họ mà họ sẽ thấy 100 cách khác nhau. Đó, thì cái đó là hoàn toàn là sai khác. Không ai tưởng tượng giống ai hết trơn. Không bao giờ có những cái tưởng tượng giống nhau. Đó là cái bên ngoài nè. Nhưng mà bây giờ đi về cái thực á, thì nó bắt đầu giống nhau hơn. Mặc dù nó vẫn có khác nhau, nhưng mà ví dụ như mọi người đều đang trở về với cái đi, chẳng hạn như vậy, trở về với cái đi, cái đứng, cái nằm, cái ngồi, cái nhai, cái nuốt, cái tắm rửa, thì bắt đầu nó gần nhau hơn. Rồi á, khi mà bắt đầu á, thấy ra được những cái tính chất của cái đi, đứng, nằm, ngồi, tất cả mọi cái hoạt động đó đều có một tính chất giống nhau, đó là vô thường, khổ, vô ngã, thì lúc đó nó bắt đầu là giống nhau hơn nữa. Phải không? Rồi bắt đầu mình thấy rằng là mỗi người thì mỗi khác, mỗi người mỗi khác, mắt mỗi người khác, tai mỗi người khác, nhưng mà nó có cái giống nhau là mắt đều thấy, tai đều nghe, mũi đều ngửi, cho nên trong cái khác nhau đó nó vẫn có cái giống nhau. Rồi đi sâu vào hơn nữa đó thì lại là thực ra cái nguyên tố của con người mình á là nó gồm có đất, nước, gió, lửa, hư không và cái tánh biết, thì bản chất cái điều này giống nhau. Rồi đi sâu vào một chút nữa, khi tâm hoàn toàn thanh tịnh thì cái tâm hoàn toàn thanh tịnh đó thì hoàn toàn giống nhau, không còn khác nhau gì nữa cả. Vì vậy cho nên thầy hồi nãy thầy đã nói là thực tại nó có nhiều tầng bậc. Có nhiều tầng bậc, cũng giống như trong vật lý đó. Tầng bậc thứ nhất, mình nói từ trong ra, tầng bậc thứ nhất là cái thái cực. Tầng bậc thứ hai là lượng nghi. Tầng bậc thứ ba là tứ tượng. Tầng bậc thứ tư là bát quái. Tầng bậc thứ năm là 62 cái hiện tượng khác nhau. Đó. Thì nó càng ra chừng nào đó thì càng khác nhau, phải không? Càng ra bên ngoài chừng nào thì nó càng khác nhau, mà càng đi trở vào chừng nào đó thì cuối cùng á gặp cái mà thái cực á, thì lúc đó lại hoàn toàn là giống nhau. Đó. Cho nên á, nếu mình nhìn trên cái sự sai khác, sở dĩ mà hồi nãy thầy ví dụ đó, người ta cứ chống đối lẫn nhau, người ta tranh đấu với nhau, người ta hại nhau, là bởi vì người ta đứng trên cái sai khác để mà ứng xử với nhau. Nhưng mà cái người mà càng tu đó, càng tu càng trở về với cái mà cái thanh tịnh tự tại đó, thì lúc đó lại là thấy mọi người với mình là bình đẳng, thấy mọi người với mình hoàn toàn bình đẳng, và hoàn toàn là đồng, không có cái gì khác biệt cả, chỉ là trên hiện tượng khác thì khác biệt thôi. Bây giờ thầy lấy một ví dụ khác. Thí dụ bây giờ cái biển thì là nước vẫn vầm mặn như nhau, tức là cái đó cái tính nước là hoàn toàn như nhau, phải không? Nhưng mà hiện giờ cái nước đó ở bên cái Thái Bình Dương á thì là đang bão, cho nên sóng gió nhiều. Có thể bên Đại Tây Dương á thì nó lại đang êm đềm, thì trên cái hiện tướng là nó khác nhau. Thậm chí là nước thì giống nhau, nhưng mà nó có thể là bốc thành hơi, rồi nó có thể thành mây, rồi nó lại trở thành mưa, rồi nó lại trở lại thành nước. Cho nên á, nó vẫn là có những cái mà biến đổi khác nhau, nhưng mà bản chất hoàn toàn là giống nhau. Nếu như mình đứng trên bản chất thì mình sẽ thấy tất cả chúng ta đều là một, chứ không phải là hai ba như mình nghĩ.
Cũng giống như là cái sóng này, cái sóng kia, sóng nọ, nước ở Thái Bình Dương, ở Đại Tây Dương, thì nghĩ là mình là tôi là Đại Tây Dương, còn anh là Thái Bình Dương, nhưng mà thực ra là cùng nước giống nhau. Đó. Cho nên đó, tại vì mình chỉ nghĩ trên cái là thế, bên này là Thái Bình Dương, bên kia là Đại Tây Dương, mình nghĩ đây là cái sóng lớn, đây là sóng nhỏ. Chứ trên thực tế đấy, thì tất cả khi cái người giác ngộ đó thì nó mới hoàn toàn là mới có một cái hòa đồng hoàn toàn mà thầy gọi là tương giao. Cho nên á, con thấy hả, là khi mà mình cho rằng là mình phát triển cái cá nhân của mình, ví dụ như cái làn sóng này muốn to lên nữa cho là phát triển, thực ra cái phát triển đó nó không đi tới đâu cả, mà quan trọng là giác ngộ ra mình là nước. Khi con giác ngộ ra mình là nước á, thì lúc đó không phải là ích kỷ nữa, mà cái sóng mà muốn là sóng nhỏ muốn trở nên sóng lớn mới là ích kỷ. Còn khi sóng mà đã giác ngộ ra mình là nước rồi đó, thì lúc đó là chan hòa với tất cả trời đất. Thậm chí không phải là chỉ nước ở trong Đại Tây Dương hay là Thái Bình Dương, mà nước ở trong cái tường này, ở trong tất cả mọi thứ đều có nước. Ở trong con người mình cũng có nước. Cho nên á, khoan nói là cái tâm tánh gì cả, mình nói tính chất nước thôi, thì tất cả chúng ta đều đồng nhau rồi. Phải không? Tính chất đất, tính chất gió, tính chất lửa gì đó là tất cả chúng ta đều đồng nhau rồi. Đó. Thành ra đó là cái mà cái đồng cái gì đó. Thực ra khi tâm mình hoàn toàn thanh tịnh thì tất cả vàng pháp đều đồng. Mà khi tâm mình khởi lên thì nó sẽ bắt đầu chia biệt. Cái này là cái kia, cái nọ. Cho nên con đường giác ngộ là con đường trở về với cái mà thanh tịnh. Không phải trở về với thanh tịnh tức là nó trở về một cái nhỏ, mà trở về với thanh tịnh chính là trở về với cái bao la vô cùng. Phải không? Trở về với cái bao la vô cùng. Và lúc đó đó, không còn có cái ranh giới giữa mình và người, giữa sóng lớn với sóng nhỏ, mà là một sự tương giao hài hòa trong vạn pháp. Bây giờ cũng hết giờ rồi, cho nên nếu mà có một câu hỏi nữa thì cũng không trả lời kịp, nên chúng ta sẽ gặp lại tuần sau. Đó, bắt đầu chỗ. Y đằng nô nhang ti nàng hôn tu sukhita hôn tu nha ca yô. Y đằng nô nhang ti nàng hôn tu sukhita hôn tu nha ta yô. Y đằng nô nhang ti nàng hôn tu sukhita hôn tu nha ta yô.